Xin chào các bác. Đây là biển Cồn Vành ở Thái Bình, một buổi sáng ngày đầu mùa hè. Nước biển ở đây đỏ như màu gạch non, gặp nắng rọi xuống từ trên cao, tạo nên những ánh bạc lấp lóa. Không biết có phải vì như vậy mà người ta gọi là biển bạc hay không, nhưng chắc chắn nước biển đỏ là bởi phù sa từ thượng nguồn, theo nước lũ đổ về. Nhờ phù sa mà hình thành nên đồng bạc. Cũng không rõ phù sa gồm những chất gì, mà những cây luồng cắm xuống rìa biển nơi đây, phù sa bám lại, tạo thành một lớp vỏ cứng, thô ráp, rắn như đá. Phía trên thì có vô số những con hà, không biết còn sống hay đã chết, bám chặt vào cọc luồng trước nắng gió và sóng biển. Tôi cũng không biết người ta cắm những cọc luồng xuống rìa biển nơi đây để làm gì. Dùng để thả lưới bắt cá, nuôi ngao hay dùng vào một việc gì đó. Chỉ biết rằng, với thế đứng của những cây luồng ở đây, có thể bao quát bãi biển từ trên cao, vừa có thể chứng kiến những chuyện phía dưới. Tôi nhìn thấy những con sóng vỗ bờ đêm ngày. Đẹp như tình yêu thì nói rằng, sóng hôn lên cát dịu dàng, có khi vồ vập, có lúc ồn ào. Còn khi đứng ở đây, nhìn những con sóng vỗ bờ, tôi thấy nó để lại bọt biển. Hết đám bọt này đến đám bọt khác, đến và tan nhanh không chờ đợi. Vậy nên người đời ví sự hời hợt vô ơn khi nó gần với rác là thứ bèo bọt. À ra là thế. Bãi biển sáng nay sạch, êm đềm, không có rác. Vì vậy khi những con sóng lùi xa, bọt biển tan đi, nó làm lộ những lớp cát mịn màng, sũng nước, được kết lại từ hàng tỷ, hàng tỷ, hàng tỷ tỷ những hạt cát đều nhau chằng chặt, tương đồng về màu sắc, ôm ấp bên nhau, tạo thành một không gian lớn, bãi cát. Tôi bước trên cát, muốn lưu giữ dấu chân mình, như đứa trẻ nghịch ngợm, muốn chọc phá sự tinh khôi, để khẳng định thói ích kỷ và tham lam. Cát đẹp, nó sinh ra từ tự nhiên, hình thành nên những bãi cát từ hàng triệu triệu năm. Lẫn trong cát, thỉnh thoảng có những đám vỡ màu trắng. Đó là phần thân xác đã vỡ nát, còn sót lại của những con ngao đã đi qua một kiếp sống. Một con cá chết trôi dạt trên bãi cát còn nguyên vẹn. Nó cho thêm một nét vẽ trên một bức tranh cát. Con dã tràng chạy rất nhanh, không dễ dàng bắt được nó. Nếu nó không di chuyển thì cũng không dễ nhận ra, bởi thân thể nó nhúm màu cát. Đây là ngôi nhà của dã tràng. Có rất nhiều những cái tổ trong cát, rất nhiều khối cát được đào lên khi sóng biển rút đi để hình thành nên những ngôi nhà của dã tràng. Nó đang đào hang làm nhà trong cát. Nó làm việc cực kỳ chăm chỉ, luôn tay chân đào bới, tỉa tót, vun vén để có cái tổ tròn trịa như thế này. Còn dã tràng đang xe cát. Một con nữa bò lên từ dưới hang. Đây rất có thể là một cặp vợ chồng. Nói có thể là bởi tôi không hiểu về đời sống của dã tràng. Cứ mang cái nhìn, cái nghĩ của con người để nói về vạn vật, thật là không hiểu gì. Nhưng thôi các bác nghe và có mắng cũng được.
bãi cồn vành vắng lặng, sóng đều đặn, và tôi từ lúc nào đã trở nên gần gũi với những con dã tràng. Chúng không cần bỏ chạy, không sợ tôi, và để mặc cho tôi đến bên cạnh, đưa cái điện thoại lại gần với chúng. Cứ mỗi lần bò lên bò xuống là một khối cát đã được vo tròn chuyển từ dưới hang lên. Cứ thế, những cục cát đã được dã tràng xe lại thành đường thành lối, tạo nên những nét vẽ để có một bức tranh cát độc đáo giữa thiên nhiên. Nhìn con dã tràng này xe cáp, đó là một tay thợ siêng năng, hoặc đó là một ông bố, bà mẹ mẫu mực trong lao động, hay một chàng trai, cô gái khéo léo thể hiện mình. Cũng có thể xem chúng như một người nghệ sĩ đang sáng tạo. Chúng làm việc bởi bản năng thiên tạo, làm sinh động một không gian ngỡ như hoang sơ nhưng vô cùng sống động. Những bức tranh cát được tạo nên giữa thiên nhiên, thành quả công sức, sự miệt mài của dã tràng, chẳng để cho ai ngắm nhìn. Nó xây lên rồi để sóng nước xóa đi. Dã tràng chẳng tiếc công, nó lại đào cái hang mới, nhiệt tình, hào hứng và cần mẫn. Chỉ có con người thấy thế thì tiếc. Cái tiếc cố hữu của con người là vậy. Tiếc cái công đào bới chẳng phải của mình. Nên mới có câu ví thương cảm: dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Những bức tranh dã tràng tạo nên nhiều không kể xiết, không thể tính được bao nhiêu công lao động, bao nhiêu sự sáng tạo. Thế nhưng để làm gì? Chẳng để làm gì, đúng không các bác? Bởi một người nào đó vô tình dẫm chân lên, hay sóng biển không lâu nữa sẽ cuốn hết những ngôi nhà và cả những bức tranh. Biển Cồn Vành, nơi đây cho đến nay vẫn còn sót lại chút tự nhiên hoang sơ, cát mịn màng và nước biển nặng phù sa. Cát thì từ ngàn đời nay chắc vẫn vậy, và vòng đời của những con dã tràng chắc rồi cũng tiến hóa theo thời gian.